Tô màu thì các bạn biết rồi, tô màu một cách đơn giản ở trong Illustrator thì chúng ta đã nói buổi hôm trước, đó là một cái đối tượng ở trong Illustrator thì nó bao gồm có hai cái thuộc tính rất là quan trọng, đấy là bề mặt và đường viền. Đó, bề mặt thì nó là homophyll này, homophyll này có màu gì thì nó sẽ áp cái màu đó vào trong cái đối tượng của chúng ta đang được chọn. Thế còn đường viền này có màu gì thì nó sẽ áp vào màu cho đường viền của chúng ta. Các bạn có mấy cách như thế này để mà xử lý. Một là các bạn nhấp đúp vào trong cái hộp màu các bạn muốn lấy màu đó, sau đó thì các bạn chọn một cái màu nào đó. Tất nhiên đây là chúng ta đang nói một cách cũng rất là đơn giản thôi, tại vì là chúng ta đang ở trong cái giai đoạn mà học. Thế tuy nhiên nếu như mà nói về cái mục tiêu thì chúng ta sẽ có mấy cái phương tiện cuối cùng của chúng ta xuất ra nó là cái gì, thì chúng ta cũng sẽ phải có cách làm việc cho nó phù hợp với cái đối tượng, cái phương tiện xuất đó. Thì ở đây các bạn có cái gì nhỉ, công cụ để chọn màu như thế này thì các bạn có thể chọn thoải mái nếu như các bạn chỉ view, chỉ show nó ở trên màn hình thôi. Thế còn nếu trường hợp mà các bạn mà làm để mà in ấn nó ra ở trên hệ thống in offset thì các bạn sẽ phải điền tham số vào đây cho tôi. Đấy, tham số thì ví dụ như ở đây chúng ta đang có là C0 này, M100, I100K khẩn này, thì cái này chính là màu đỏ cờ. Đấy, thì các bạn thiết lập màu là các bạn phải thiết lập theo tham số như thế nếu mà các bạn đem đi in offset. Đấy, còn lại các loại khác thì các bạn có thể chọn thoải mái. Đấy, ví dụ tôi thiết lập xong. Thế ngoài cái này ra thì các bạn có mấy cách này. Các bạn có thể gọi cái swatches này ra và các bạn chọn cho tôi một cái màu nào đó trong này. Đấy, trong thư viện màu đang có như thế này. Các bạn cũng có thể là mở cái color này ra. Cái này thì nó không khác gì cái cách chọn ở đây. Thì các bạn có thể di chuột, các bạn chọn một màu đó, các bạn bấm chọn vào đây thì lập tức là nó sẽ đưa cái màu mới vào ô màu phim này và đồng thời cập nhật luôn cho cái đối tượng đang chọn. Đặc biệt là trên cái color này thì nó cung cấp cho các bạn ba cái ô. Đấy, một ô là 5 là để hủy tô, một ô là màu đen và một ô là màu trắng. Đấy. Thế còn là các bạn còn có thêm một số các cái trường hợp khác nữa. Đấy, ví dụ như là đây, một số các cái thư viện màu cho sẵn này. Đấy. Hoặc là các bạn có thể bấm vào cái này. Đó, như vậy là chúng ta có vài cái phương pháp khác nhau để mà chúng ta tô màu. Thế còn cái swatches này thì ở trong này các bạn sẽ nhìn thấy là ngoài một số các cái màu ở đây thì chúng ta còn có màu theo kiểu tô chuyển. Đấy. Các màu trên này là dạng solid, tức là trong ngoài trên dưới như nhau, đều một màu. Thế còn tô chuyển, ngoài ra chúng ta còn có một số các dạng nữa, ví dụ như là mẫu tô cũng theo cái dạng gần như là dạng pattern mà chúng ta đã từng làm quen ở trong hay là texture chúng ta đã từng làm quen ở trong Photoshop. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu trước là giới thiệu về cái công cụ tô hay là cái cách tô màu chuyển ở trong Illustrator. Màu phẳng, màu solid thì đơn giản rồi, cứ lấy một màu bấm vào xong. Thế còn tô chuyển thì như thế nào? Đây, chúng ta sẽ xem lại vấn đề. Thế thì bây giờ chúng ta chọn một đối tượng thì về nguyên tắc thì bao giờ nó cũng đặt mặc định cho chúng ta ở chế độ là gì đấy ạ? Color thông thường. Đấy. Thế còn chế độ thứ hai ở dưới này thì là chế độ gradient, mà thường thường thì mặc định của chương trình là nó sẽ tô cho chúng ta ở cái chế độ là đen và trắng. Đấy, đây chúng ta mở một cái tài liệu mới ra nhìn cho nó rõ nhé. Này, vẽ một hình mới này. Đấy, và nếu như tôi bấm vào đây thì nó sẽ tô cho chúng ta là tô theo kiểu đen và trắng. Thế lúc này thì sẽ có một cái panel có tên là gradient nó hiện lên để nó giúp chúng ta là điều chỉnh các tham số ở đây. Thì các bạn nhìn vào trong cái panel gradient này thì nó có mấy cái như sau. Một là cái
Kiểu thì trong kiểu này thì Illustrator cung cấp cho chúng ta chỉ có hai kiểu tô thôi. Một là kiểu linear và hai là kiểu radial. Đây, linear là tô thẳng, thẳng từng vạch như thế này. Mỗi một đầu là một màu. Mà mặc định lúc đầu tiên của chương trình là đen và trắng. Đấy. Thế còn nếu mà tôi chọn radial thì nó sẽ tô cho chúng ta theo kiểu là màu tròn, đó. Một màu nằm ở tâm và màu còn lại thì sẽ bao xung quanh và trộn với nhau theo từng bước chuyển bằng hình tròn. Thứ nữa chúng ta có cái gì? Thứ nữa chúng ta có hai màu, đó là hai màu gốc. Đấy, một màu, hai màu. Ở đây chúng ta thấy rõ ràng một màu là đen, một màu là trắng. Thế thì cái gradient slide này nó cho phép chúng ta điều chỉnh một trong hai màu. Ví dụ như là tôi bấm vào cái slide này mà tôi kéo thì các bạn sẽ thấy rằng nó sẽ thay đổi cái khoảng hòa trộn giữa hai màu. Bình thường ở cái dải này thì mỗi màu sẽ nằm ở đầu cái dải màu hòa trộn. Tuy nhiên là nếu chúng ta kéo đi thì nó sẽ có tương quan khác. Có nghĩa là gì? Ở đỉnh, ở sát cạnh này là màu gốc. Thế còn rời khỏi cái điểm đấy một cái là bắt đầu trộn dần, trắng là bắt đầu trộn dần với đen, ngược lại đen trộn dần dần với trắng. Nhưng nếu như tôi kéo cái này vào sâu trong này, tôi kéo cái này vào sâu trong này thì có nghĩa là chúng ta sẽ có một khoảng nào đó là trắng thuần không pha gì hết và đen thuần không pha gì hết. Sau khi mà chạy qua cái điểm này thì mới bắt đầu pha dần vào với nhau. Thế thì trong cái quá trình mà chúng ta làm, chúng ta có thể ưu tiên cho cái màu nào đó trong một trong hai màu này, nó sẽ có cái khoảng mà màu nguyên nó lớn hơn so với cái mặc định ban đầu. Hoặc giả tôi vẫn giữ nguyên cái này thì tôi cũng có một cái điểm nữa gọi là điểm midpoint ở đây. Điểm midpoint này nó cho phép tôi ưu tiên màu nào hơn trong hai màu. Bình thường thì về nguyên tắc thì nó sẽ để cái sự pha trộn giữa hai màu là 50 và 50. Đấy, nhưng mà nếu như tôi kéo cái điểm midpoint này về màu nào có nghĩa là tôi sẽ giảm cái ưu thế của màu đó và tôi sẽ tăng cái ưu thế cho màu ngược lại. Tôi đang kéo màu đen, có nghĩa tôi giảm ưu thế của màu đen đi, số lượng màu đen đi để cho màu trắng nó chiếm ưu thế nhiều hơn. Và có cái vị trí location này thì các bạn sẽ thấy ngay là nó đang nằm ở vị trí nào trên cái khoảng này. Đấy, ở đây là về gì đây? Về phía không. Đấy, chạy về phía không. Thế còn đây, chúng ta sẽ kéo về phía đầu 100. Mỗi thằng sẽ chiếm trung bình là 50%. Đấy, mặc định ra chúng ta sẽ có cái khoảng cơ bản như thế này. Thế còn chúng ta có thể là đảo vị trí của hai màu. Ví dụ bây giờ tôi đang có màu trắng nằm bên trái và màu đen nằm bên phải. Thì ở đây các bạn nhìn thấy là có một cái nút lệnh gọi là nút lệnh reverse gradient. Nếu tôi bấm vào đây thì hai màu nó sẽ đảo vị trí với nhau. Đấy. Nó sẽ đảo vào vị trí. Tiếp nữa, chúng ta có cái cách là thay đổi màu. Tôi không muốn đen mà trắng, tôi muốn màu cơ. Thì tôi sẽ làm như sau. Tại cái điểm mà điều khiển màu này, các bạn làm bằng cái thao tác là bấm chọn nó. Sau khi bấm chọn nó thì các bạn có thể là gì đấy ạ? Các bạn bấm nút vào nó để mở ra một cái hộp thoại để các bạn chọn màu. Tuy nhiên trong trường hợp này thì các bạn sẽ nhìn thấy là chỉ có trắng và đen thôi, nghĩa là màu này đang ở cái chế độ là black and white. Các bạn sẽ không xử lý được. Trừ phi là các bạn làm sao đây? Bấm vào swatches này để các bạn mở bảng màu ra và các bạn chọn cho tôi một màu khác thì nó sẽ dán cái màu cho các bạn. Hoặc chúng ta cũng có thể xử lý như sau. Đây, bấm nút vào. Nó mở ra. Nó sẽ như thế này. Tất nhiên là các bạn cũng có thể là tăng hay giảm gì đây nhỉ? Cái độ đậm nhạt của cái màu đấy. Hoặc các bạn có thể gì đây? Bấm vào mũi tên này. Các bạn sẽ xem là cái chế độ màu nó đang ở chế độ gì. Chúng ta có một số các thể màu đây. Grayscale này, RGB này, HSB này, CMYK. Các bạn muốn tô màu nào thì bạn chọn vào cái hệ màu đó thì nó sẽ hiện lên cái bảng này để các bạn ra dạng tham số, các bạn cho màu mới vào. Đấy. Hoặc các bạn cũng có thể dùng một phương pháp nữa như thế này cho tôi. Đó là các bạn mở rộng cả cái hệ thống panel này ra. Thế và các bạn muốn lấy cái màu nào thì các bạn lấy ở ô swatches này cho tôi. Đây. Quan sát nha, bấm này, kéo và các bạn thả vào cái vị trí của cái điểm điều khiển đó thì nó sẽ được gán màu mới. Đây, ví dụ như là tôi chuyển giữa màu đỏ và màu vàng, đây,
kéo màu đỏ vào một con trượt và kéo màu vàng vào một con trượt, chúng ta sẽ có cái màu như thế này. Đấy, kéo thả trực tiếp. Đấy cũng là một phương án. Thế đây là thay màu nhé. Thế còn các bạn sẽ thắc mắc là à đây chỉ có hai màu, tôi muốn nhiều màu hơn có được không? Có. Muốn nhiều màu hơn thì các bạn chỉ việc là gì đây? Hoặc là bấm vào một cái điểm đó ở trên cái dãy màu đang pha này thì nó sẽ tạo ra một cái điểm điều khiển màu mới. Và điểm điều khiển màu này mặc nhiên nó nằm ở cái chỗ nào thì nó sẽ mang đúng cái giá trị trung bình trong cái chuỗi mà pha trộn giữa hai màu gốc đấy. Thế còn muốn thay màu khác thì các bạn lại làm sao đây? Thay cho tôi bằng cách kéo vào đây hoặc là nhấp bút vào nó để mà thay màu khác. Muốn bao nhiêu màu cũng được. Đấy, các bạn cứ bấm vào đây và các bạn thay màu cho tôi. Như vậy là chúng ta sẽ có một chuỗi rất là nhiều màu. Thế còn không muốn nữa thì chúng ta làm sao đây nhỉ? Bấm vào một cái điểm này và các bạn kéo ra khỏi, kéo xuống dưới nhé. Kéo xuống dưới, kéo khỏi chuỗi này. Coi như nó sẽ bị loại ra khỏi cái dãy màu pha này. Và đây là cách để mà chúng ta giảm bớt cái số lượng màu. Và không chỉ đóng cái vai trò là những điểm điều khiển màu để chúng ta thêm hay bớt màu, mà cái điểm điều khiển này hay là chúng ta gọi là gradient slide này thì nó còn có thêm một cái vai trò nữa là opacity, độ trong đục của màu. Về mặt nguyên tắc, khi mà tôi vẽ một cái hình nào đó đây, khi mà tôi vẽ một cái hình nào đó thì các bạn sẽ nhìn thấy là nó đè lên một hình khác thì nó che và chúng ta không nhìn thấy cái hình bên dưới, đúng không? Vì nó đậm đặc. Tuy nhiên là tôi lại có thể cho nó nhìn xuyên qua nếu như mà tôi thay một cái điểm điều khiển nào đó bằng một cái giá trị mà cho phép xuyên thấu. Thì ví dụ như là đầu đỏ này chẳng hạn, tôi chọn nó và ở phần opacity tôi cho nó là 50% thôi chẳng hạn, thì các bạn sẽ thấy rằng cái đoạn này nó trong mà tôi lại nhìn thấy cái đối tượng nằm ở dưới, tức là hơi khác một tí. Mặc dù là Photoshop và Illustrator nó cùng một họ với nhau mà nó có rất là nhiều thuộc tính cũng như là cách logic làm việc nó gần giống nhau, nhưng tuy nhiên riêng cái phần mà gradient này, tô màu này, tô màu chuyển như này thì thằng Illustrator nó hơi khác với thằng Photoshop ở cái đoạn là một con trượt này nó đảm đương cả hai nhiệm vụ luôn, có nghĩa là cả màu sắc lẫn độ trong đục ở con trượt đó. Nếu mà các bạn quay lại, các bạn nhớ về cái Photoshop thì bạn sẽ thấy rằng con trượt màu nằm ở đây và con trượt dưới đây nhỉ, con trượt opacity nó nằm ở phía trên đấy, nhưng mà Illustrator thì nó ghép cả hai vai trò vào một đấy. Như thế là chúng ta đã có thêm một cái kiến thức nữa, đó là tạo ra cái màu tô, điều chỉnh nó, rồi gia giảm về mặt vị trí, thêm bớt các điểm điều khiển, thay màu, rồi gia giảm về opacity. Thế ngoài cái việc là bấm vào cái ô gradient này để chúng ta chuyển sang kiểu tô chuyển và làm việc với lại cái panel gradient này để chúng ta thay đổi thêm bớt màu sắc hoặc là độ trong đục, thì các bạn còn có một cái công cụ nữa gọi là công cụ gradient tool này. Đấy. Một cái nút là chế độ, một cái panel này là điều khiển chi tiết, còn một cái này là công cụ. Ở đây thì chúng ta làm việc với công cụ thì nó có một cái đặc điểm như thế này, các bạn nhìn đây. Khi mà tôi bấm chọn một cái bình thường thì chúng ta chỉ thấy cái đối tượng này là đối tượng được tô chuyển, thế thôi. Còn khi mà tôi bấm vào công cụ tô chuyển thì nó hiện lên cái dải như thế này. Đấy. Và nếu như tôi đưa chuột vào đây thì nó hiện lên cái dải. Nếu các bạn nhìn thì các bạn sẽ thấy cái dải này nó cũng tương đối giống cái dải ở trong cái cửa sổ panel gradient này. Đây, cũng có hai điểm điều khiển. Đó, cũng có gì đây? Các cái con trượt này, và con trượt nào mà có các giá trị opacity thì các bạn cũng nhìn thấy là nó có thêm cái điểm đen đen ở dưới cái con trượt này. Đấy. Bây giờ tôi có thể di dịch ở đây. Tôi cũng có cái điểm dưới đây midpoint để tôi gia giảm màu cho nó. Đó. Đấy. Và có thêm được không? Thêm được, kể cả thêm trên này cũng thêm được. Đây, các bạn vẫn có quyền là thêm ra con trượt vào đây. Và thích bớt thì cũng gì đây, cũng kéo giật nó ra để bớt và thêm nữa là các bạn còn có quyền là gì đây, kéo cả, kéo dịch cả cái con trượt này đi so với lại đối tượng. Đấy,
các bạn cũng có thể là đây là kéo đi nhá, đây là dạng này là kéo đi nhá, và một dạng nữa là gì đây, bấm vào đây và các bạn thu ngắn hoặc là kéo dài cái khoảng cách giữa hai màu hoặc là giữa các màu. Nếu mà chuyển sang radian thì các bạn sẽ lại thấy nó hơi khác một tí. Đấy. Kéo này, kéo ngắn lại này thì nó sẽ làm cho màu nào nhiều hơn, màu nào ít hơn này, đúng không? Kéo dài ra này. Ngoài ra thì chúng ta còn có cái gì nữa nhỉ? Co để bóp méo. Bình thường ra là nó tròn đúng không? Đấy, hoặc là các bạn có thể xoay góc. Đấy, mở rộng ra hoặc là thu hẹp lại. Nó có rất là nhiều các cái thao tác mà giúp chúng ta điều chỉnh trực tiếp này trên cái đối tượng bằng cách là dùng công cụ này. Thế đến đây thì chúng ta làm thử một cái bài tập nhỏ nhỏ, ứng dụng nhỏ nhỏ cho cái việc tô chuyển này nhé. Chúng ta sẽ tạo ra một cái chất liệu và tô chuyển và nó mô phỏng luôn cái chất liệu gọi là vừa trong mà nó lại vừa có cái tính chất là nửa khối. Ví dụ như là một cái nút bấm plastic hoặc là thủy tinh chẳng hạn. Đấy, nó vừa nổi khối, nó vừa có độ trong. Đây, bây giờ các bạn quan sát. Trước hết là tôi tạo một cái đối tượng đã. Đây, chọn, các bạn nhìn nhé, chọn công cụ ellipse này, giữ shift này, vẽ một hình như thế này. Vậy là tôi có một hình đó. Sau đó thì tôi sẽ bấm sang cái chế độ gradient để tôi sẽ tô màu. Thế đến đây thì tôi sẽ thay đổi một chút về cái kiểu của nó. Thay vì dùng linear thì tôi sẽ chọn radiant để tôi điều chỉnh cái màu như thế này. Đấy. Muốn màu thì chúng ta sẽ thay đổi màu đi. Nhưng mà trước hết thì tôi muốn vẽ thêm một cái hình trước đã. Ví dụ như này. Đấy, tôi vẽ sẵn một cái hình như này đã. Đến đây thì tôi mới xử lý tiếp cái thằng hình dưới này. Ví dụ đổi màu nhá. Tôi sẽ lấy màu vàng này cho vào phần trắng này. Tôi sẽ lấy màu đỏ cho vào phần đen này. Đấy, tôi sẽ có màu như này. Bây giờ tiếp theo thì tôi sẽ chọn cái này. Nó vẫn đang là đen hay trắng. Lúc này thì tôi sẽ chuyển sang dạng linear. Tôi sẽ quay cái góc này là 90 độ để cho cái hai cái màu này nó nằm trên dưới. Tôi đảo ngược lại để cho đen dưới, trắng trên. Đặt xuống đây. Tôi bỏ hết tất cả cái đường viền đấy nha. Đường viền màu đen bỏ đi. Thằng này cũng bỏ đi. Và bây giờ chúng ta sẽ xử lý thêm một chút như sau. Đây. Chúng ta điều chỉnh một chút dáng hàng cho nó giữa đi. Đấy. Và lúc này chúng ta sẽ làm thêm một vài cái thao tác nữa. Ví dụ tăng hoặc giảm cái màu. Tôi tăng hoặc giảm cái màu đen này đi. Đấy nha. Cho đen nhiều lên một tí. Đến đây thì chúng ta đã thấy cái gì? Vẫn chỉ là thấy cái đen trắng ở trên cái phần này thôi đúng không? Bây giờ chúng ta làm thêm một cái thao tác thế này. Kiểm tra lại cho tôi nhé. Bấm nút vào đây. Màu này là màu theo chế độ gì đây nhỉ? Grayscale. Các bạn chuyển giúp tôi sang màu CMYK. Thì chúng ta vẫn thấy là đen. Nhưng cái đen này là đen gì? C0, M0, Y0 và K100. Ở đây tôi yêu cầu là gì? Đen theo kiểu tất cả mọi thứ đều là 100% hết. 100% cyan màu xanh, 100% magenta màu đỏ, 100% yellow màu vàng và 100% black màu đen. Đen này của tôi là đen tất cả mọi tham số đều là 100%. Tiếp theo thì chúng ta sẽ xem tiếp sang màu trắng. Nhấp đúp vào cái màu trắng này xem là như thế nào. Đấy, chuyển nốt sang CMYK, tất cả đều không 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 hết. Ok, đến đây được rồi. Vậy là tôi có gì đây? Một hình ở dưới là tô giữa hai màu vàng và đỏ theo kiểu radian. Một hình ở trên là có đen và trắng
tô theo kiểu linear, trong đó đen ở dưới, trắng ở trên, và tôi kiểm tra, tôi xử lý lại các màu này theo đúng cái quy tắc là tất cả đều là 0 0 0 và 100 100 100. Sau đó thì chúng ta làm cái gì để tạo ra cái ảo giác về độ trong cũng như là về độ bóng, thì chúng ta sẽ làm như sau. Các bạn chọn cho tôi cái hình phía trên, sau đó thì các bạn vào cho tôi phần transparency. Trong transparency này thì các bạn sổ cái blending mode này xuống giúp tôi, và các bạn chọn cho tôi cái chế độ screen. Sau khi có chế độ screen thì các bạn sẽ thấy là nó đã giấu đi những cái phần mà màu sẫm, chỉ còn để lại phần màu sáng thôi. Có nhớ cái phần này chúng ta đã từng nói ở trong Photoshop không nhỉ? Chế độ hòa trộn blending mode. Còn nhớ cái bài có cái đồng hồ không? Cái đồng hồ mà chúng ta giấu cái phần màu đen ở trên mặt đồng hồ đi ấy. Đấy, thế thì cái này nó cũng sẽ gần tương tự như vậy. Các bạn sẽ thấy là chúng ta đặt một cái mà tô giữa đen và trắng ở đây. Sau đó thì chúng ta để ở chế độ 100 100 100 và 0 0 0. Đấy. Cuối cùng thì vào phần transparency này đổi cái chế độ của nó sang screen, thì nó tự động ẩn những cái phần gì đây nhỉ? Nó tự động ẩn những cái phần sẫm màu và để lại phần sáng màu. Và chúng ta sẽ bắt đầu có cảm giác là cái này nó cong lên. Vì sao? Nó giấu dần từng bậc những cái phần đen, chỉ để lại cái phần trắng có cái độ chuyển. Do đó chúng ta bắt đầu có cảm giác là cái bề mặt này nó đang là cong và nó bắt ánh sáng, nó phản quang lại như thế này. Chúng ta sẽ có được hai cái cảm nhận ở đây. Một là nó trong, nó trong giống như là plastic hoặc là thủy tinh. Hai là nó có độ phồng bề mặt căng lên. Và nếu như các bạn muốn tạo ra một cái cảm giác là nó có một cái khối nữa, thì các bạn có thể chọn cái bề mặt ở dưới này đi, cái hình ở dưới này đi. Sau đó thì các bạn có thể vào effect này, các bạn cho tôi thêm một cái hiệu ứng là bóng đổ nữa đi. Đây, chúng ta có thể vào cái phần gọi là stylist này, và các bạn tìm cho tôi cái lệnh drop shadow. Trong hộp thoại drop shadow này thì các bạn bật preview lên, các bạn xem thì các bạn có thể thấy được cái bóng đổ như thế nào. Các bạn có thể sử dụng các cái trường, ví dụ như là mode này là độ trong đục nó như thế nào. Đây chính là blending mode đây. Opacity độ trong đục ra làm sao, đúng không? Rồi offset x, offset y là nó dịch ra trục x trục y so với lại cái đối tượng gốc như thế nào, màu như thế nào, vân vân. Cứ tạm lấy cái mốc của nó luôn đi. Và như vậy là chúng ta sẽ tạo ra thêm được một cái bóng đổ, thì nó lại càng lừa mắt, nó tạo ra một cái ảo giác là đây là một cái đối tượng mà nó có cái độ vồng vồng độ dày lên đó. Và bây giờ nếu như mà các bạn muốn thì các bạn cũng có thể là tạo ra một cái bộ nút khác, màu khác cũng được. Đây, và thay màu thì rất dễ, các bạn chọn đây đúng không, các bạn mở ra cho tôi cái lệnh gì đây, tôi chuyển nhạc đúng không, gradient, và các bạn lấy cho tôi màu khác, ví dụ như là màu xanh chẳng hạn. Nguyên tắc của cái này là gì, bao giờ cũng sáng ở tâm và sẫm ở bên ngoài thì nó mới gây ra cảm giác là nổi lên trên. Đây, tôi sẽ kéo cái này vào phần sẫm. Đấy. Và tôi kéo cái xanh sáng này vào thay vàng chẳng hạn. Đấy, thì chúng ta sẽ có ngay được một cái nút màu khác. Đấy. Thay đổi màu rất nhanh, chỉ cần vẽ được một cái, tạo được một cái, thế còn lại thì chúng ta đổi màu một chút là chúng ta sẽ có một bộ nút với lại màu sắc rất là phong phú. Thì đấy chính là cái cách để mà chúng ta có thể là tạo ra được một cái bài tập ứng dụng luôn mấy thứ, một là phương pháp và công cụ tô màu chuyển, thứ hai là các option mà chúng ta có thể là xử lý trong cái màu chuyển đó, thứ ba làm quen thêm về các cái hệ màu cũng như đa dạng tham số màu, và cuối cùng thì chúng ta làm quen thêm một chút nữa trong cái opacity, thì chúng ta có đủ một cái vấn đề là cái blending mode để mà tạo ra hiệu quả làm trong làm bóng cho nó. Thế bây giờ các bạn có thể là bỏ một chút thời gian ra, các bạn thực hành thử lại cái mẫu này cho tôi.